Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Diễn đàn CEO được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, trong năm 2018 thì quý vị nghĩ từ khóa nào sẽ được nhắc đến nhiều nhất ạ? Hẳn rằng sẽ có rất nhiều câu trả lời, trong đó sẽ có những từ khóa như là chuyển đổi số và xu hướng công nghệ 4.0. Ngày nay thì việc ứng dụng công nghệ trong bán hàng hay quản lý như là một xu hướng, nhưng việc này ở thời điểm cách đây 10 năm tại Việt Nam gần như còn quá mới. Ở thời điểm đó thì có một người đã đem một giải pháp công nghệ tiên tiến áp dụng tại thị trường Việt Nam. Và anh đã làm cách nào để chinh phục khách hàng ở thị trường mới này? Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi câu chuyện của anh sẽ được chia sẻ trong chương trình Diễn đàn CEO số ra đầu năm mới 2019. Và anh chính là James Dương Nguyễn, CEO của Decorp Acaper Việt Nam. Quý vị đang theo dõi chương trình Diễn đàn CEO được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV và tôi là Hoàng Phi. Năm 2018, tròn 10 năm anh giữ vai trò CEO của Decorp Acaper Việt Nam, đồng thời cũng là người đại diện cho công ty ở khu vực Đông Nam Á. Anh là người tiên phong trong lĩnh vực tư vấn và triển khai các giải pháp công nghệ chuyên nghiệp để quản lý nhà hàng tại Việt Nam, giúp thay đổi toàn diện cách thức vận hành cho hàng ngàn doanh nghiệp F&B. Anh đã mất gần 3 năm kiên trì bền bỉ để chứng minh giải pháp tối ưu của mình với khách hàng đầu tiên. Đến nay, hầu hết các thương hiệu lớn về chuỗi nhà hàng và thức ăn nhanh đã trở thành khách hàng của công ty anh. Đây là thành quả trong suốt 10 năm nỗ lực không ngừng của bản thân anh và đội ngũ nhân sự. Với anh, nghiêm túc, tử tế, chân thành với khách hàng luôn là phương châm trong kinh doanh. Xin chào anh James, ngày hôm nay thì thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi cảm ơn anh đã nhận lời mời tham dự chương trình Diễn đàn CEO trên VITV. Chào Hoàng Phi và xin chào khán giả của VITV. Thưa anh, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện với việc trở lại 10 năm trước khi anh bắt đầu trở về Việt Nam. Như thế thì theo chúng tôi được biết, trước đây anh cũng có hẳn một công việc rất ổn định ở nước ngoài, ở Nga. Như vậy thì lý do vì sao anh trở về Việt Nam ạ? Thực ra thì tôi có 10 năm học tập và làm việc ở Nga và châu Âu. Thế thì thực tế là các công việc của tôi ở bên đó thì đều liên quan đến Acaper cả. Và tôi là một trong những hạt giống của Acaper được công ty đào tạo và gửi về phát triển thị trường ở tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Cho nên tôi trở về đây là với một cái nhiệm vụ rất là cụ thể của Acaper, không phải là cái quyết định cá nhân của tôi. Anh có thể giới thiệu sơ nét với chúng tôi về cái sản phẩm của công ty mình là như thế nào? Decorp Acaper thì là một công ty con trong hệ thống công ty đa quốc gia. Chúng tôi cung cấp các giải pháp, Acaper là những cái giải pháp về phần mềm và phần cứng dành cho cái việc số hóa, quản trị ngành nhà hàng, khách sạn ở trên thế giới. Thì Hoàng Phi có thể tưởng tượng là khi mà chúng ta bước vào một nhà hàng thì trước đây thì chúng ta hoàn toàn giao tiếp bằng miệng và mọi người cũng giao tiếp chúng ta bằng miệng và bằng giấy thôi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ được thay thế bằng những công nghệ từ những cái thiết bị mà nhận đơn hàng đến những cái máy tính bảng cầm tay, đến những cái hệ thống tiếp nhận giao dịch và in hóa đơn bán hàng đặt tại cái quầy thu ngân. Ở phía sau đó thì là cả một cái hệ thống phần mềm để quản lý, điều phối và quản trị toàn bộ những cái thông tin kinh doanh. Tất cả giao dịch kinh doanh đều được gửi về một cái văn phòng trung tâm. Thế thì những cái nhà hàng hay những cái chuỗi nhà hàng lớn với cái doanh thu hàng ngàn tỷ đồng một năm ấy, thì họ sẽ rất là cần những hệ thống như thế này để kiểm soát được toàn bộ công việc kinh doanh và cái việc bán hàng của họ. Như vậy thì nếu mà nói về cái khoảng thời gian 10 năm trước đây á, cái công nghệ mà anh vừa chia sẻ nó khá là mới ở Việt Nam. Vậy thì những cái khó khăn mà ở những thời điểm đầu anh tiếp cận thì anh gặp phải là như thế nào? Khó khăn thì khá là nhiều. Tuy nhiên thì nó đều nằm trong những cái tiên lượng của chúng tôi, ở các cái thị trường khác cũng đều như vậy cả. Đó là khi mà cách đây 10 năm ấy thì thị trường nhà hàng chúng ta mặc dù rất nhiều, nhưng mà mọi người đều nhìn nhận đó là cái thị trường đơn giản, thị trường về kinh doanh quán ăn. Và mọi người thường không dành cho nó một cái sự lưu tâm trong cái việc là phải quản trị nó một cách khoa học, chặt chẽ. Đồng thời gian đó thì cái áp lực cạnh tranh giữa các cái nhà hàng nó không cao, cho nên mọi người không có cái sức ép phải cải tiến cái công việc kinh doanh hàng ngày. Thường là các hộ gia đình, thường là những cá nhân kinh doanh cái này theo một hình thức là kinh doanh thêm, không phải là một công việc kinh doanh chính thống, cho nên họ thường không quan tâm. Cho đến khi mà họ mới nhìn nhận được rằng ngành kinh doanh nhà hàng là một trong những ngành có dòng tiền rất lớn, có tỷ suất lợi nhuận rất cao và là một ngành rất màu mỡ trong tổng thể các ngành kinh doanh ở trên cái nền kinh tế, thì khi đó họ mới bắt đầu có sự đầu tư một cách chính thống rằng
họ phải đầu tư những cái hệ thống quản trị mạnh hơn, tốt hơn để kiểm soát cái việc kinh doanh này được tối ưu hơn. Đấy, thì thời gian đầu thì những cái tư duy đó chưa có nhiều. Cho nên chúng tôi mất một thời gian khá là dài để đi thuyết phục, đi chứng minh với thị trường. Nhưng mà như tôi có chia sẻ ban đầu thì những chuyện đó với chúng tôi là rất bình thường. Bởi vì ở các cái thị trường khác thì chúng tôi cũng gặp những tình huống tương tự trước đây. Cho nó hoàn toàn nằm trong những cái kế hoạch mà chúng tôi đã tiên lượng trước cái việc như vậy. Anh có nghĩ rằng là chỉ do cái vấn đề chuyên nghiệp, cái việc chuyên nghiệp của Akeber nó giúp anh thành công, giúp cái sản phẩm của Akeber thành công ở Việt Nam hay không? Đó là một trong những yếu tố quan trọng. Điều đầu tiên tôi phải khẳng định rằng là chúng tôi có một sản phẩm rất là chuyên nghiệp, là một trong những sản phẩm dẫn đầu thế giới, và đó là cái điều kiện cần để giúp chúng tôi thành công ở đây. Tuy nhiên, giữa cái việc mà bạn có một cái sản phẩm chuyên nghiệp, một giải pháp chuyên nghiệp, và bạn mang cái sản phẩm đó được tới với người dùng ở trong một cái thị trường nội địa, một thị trường địa phương nào đó, thì lại cần những cái kiến thức và những cái đội ngũ rất là mạnh ở địa phương để có thể mang được sản phẩm đến cho người dùng. Vì thế mà chúng tôi có được cái điều kiện cần, đó là một sản phẩm rất tốt rồi, thì chúng tôi tập trung cao độ vào việc đầu tư và xây dựng đội ngũ con người, xây dựng tổ chức ở đây để tiếp cận thị trường và mang sản phẩm đến thị trường. Thì sau 10 năm chúng tôi có thể khẳng định rằng cả hai cái mục tiêu đó chúng tôi đều đã thực hiện rất là tốt và đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường rất lớn của chúng tôi trong cái hệ thống công ty đa quốc gia này. Nếu mà nói về cái việc để xây dựng đội ngũ ở Việt Nam thì anh đã mất khoảng thời gian như thế nào, cũng như là tìm hiểu ra làm sao để có thể có được những cái đội ngũ nhân sự local ở địa phương để có thể giúp đỡ anh thực hiện các thực ra thì cái việc xây dựng đội ngũ thì bất kể doanh nghiệp nào cũng sẽ là một cái quá trình rất dài, và nó là công việc hàng ngày của chúng ta, chứ không phải là chúng ta chỉ xây dựng trong 1-2 năm rồi chúng ta không xây dựng nữa. Thế thì chúng tôi cũng như vậy. Đương nhiên thì ban đầu khi thị trường nó còn nhỏ hẹp, còn cái dung lượng thị trường chưa đủ lớn, thì chúng tôi xây dựng một cái lượng người vừa phải. Và khi mà cái quy mô thị trường lớn hơn, với cái số lượng khách hàng nhiều hơn, chúng tôi cần có những cái đội ngũ mạnh hơn, thì chúng tôi lại tiếp tục tuyển dụng, tiếp tục xây dựng thêm. Thế thì tôi có thể chia sẻ là những cái xây dựng này, tất nhiên nó có những cái điểm khó khăn, ví dụ như là ở trong ngành của chúng tôi, đó là một cái ngành, tôi có thể nói là một cái ngành đặc thù. Thế thì khi mà chúng tôi tuyển dụng thì sẽ không có những người nhân sự đã có kinh nghiệm làm việc trước đây. Họ đều là những người mới vào nghề, gọi là những fresher. Thế thì khi họ vào chúng tôi thì chúng tôi phải đào tạo, cho họ hiểu cái tầm quan trọng của công việc, cho họ làm quen và học cái sản phẩm của chúng tôi. Thế thì có chăng nó có một cái chút cái sự khác biệt khó khăn hơn, đó là một số ngành mà nó đã phổ thông rồi thì họ có thể tuyển dụng những nhân sự đã có kinh nghiệm, còn chúng tôi thì gần như phải tuyển dụng nhân sự chưa có kinh nghiệm, để chúng tôi chưa có kinh nghiệm với cái sản phẩm Akeeper này để chúng tôi đào tạo. Thì cái đó là một cái mà nó sẽ gọi là có một cái sự khác biệt. Đó cũng là một cái thách thức cho anh nhỉ? Là một thách thức nhỏ. Thời buổi ban đầu thì dường như anh đảm đương rất là nhiều công việc cho Dcorp ở Việt Nam. Như vậy thì có một cái kỷ niệm nào đó đáng nhớ về cái việc thiết lập những cái nhân sự, thành lập gọi là huấn luyện những cái nhân sự trong thời điểm đó, anh có thể chia sẻ với chúng tôi? Tôi nghĩ là cũng có những cái khác biệt. Tôi là một người mọi người nghĩ rằng tôi phức tạp, nhưng mà thực ra thì trong quan hệ con người tôi là người rất là đơn giản. Và gần như là nhân viên nói gì thì tôi đều tin là như vậy. Thế thì tôi cũng đã bị khá nhiều lần trả giá vì cái chuyện khi mà nhân viên họ nói như vậy, hay tôi hỏi họ có hài lòng không, hay là họ có những cái quyết định về ngưng công việc chẳng hạn, thì tôi có trao đổi thì họ đưa ra những câu trả lời và tôi đều tin đó là những câu trả lời thật. Nhưng phải một vài năm sau thì tôi mới biết đó không phải là câu trả lời thật. Thế thì một trong những cái thú vị mà tôi thấy rằng là hầu hết mọi người không nói thật trong những cái quyết định lớn của mình, hay là trong những mối quan hệ ở cái công việc hàng ngày ấy, chẳng hạn ấy, thì chúng tôi cũng mất nhiều thời gian để mà thay đổi cái cách tiếp cận giữa những nhân viên và công ty. Các bạn nhân viên khi mới bước vào doanh nghiệp thì đương nhiên các bạn lại, tôi không nói tất cả, nhưng mà số đông các bạn chưa kinh nghiệm ấy, thì các bạn luôn tự cô lập mình ra, các bạn nghĩ rằng là mình là người làm thuê, còn công ty là người làm chủ, và họ tự đặt ra một cái bức tường ở giữa, gọi là hơi chia về hai phía. Thì trong khi chúng tôi lại không có cái tư duy đó trong cái công việc, chúng tôi nghĩ rằng là khi họ vào thì họ cách này cách kia sẽ trở thành một cái tổ chức, và chúng ta chỉ là một phía thôi chứ không phải là chia hai phía. Thì tôi quan sát thấy cái nhiều người lao động ở Việt Nam lại có tư duy như vậy, thì tôi cũng mất một thời gian dài để tôi quan sát được điều đấy, để mà hóa giải nó cũng như tìm cách mà thay đổi cái hiện thực đó.
Đấy, cộng thêm một cái tôi nói rằng là thường mọi người không thẳng thắn với nhau. Khi mọi người muốn thay đổi một công việc thì đôi khi chỉ vì là ở một công ty nào đó họ trả lương trước mắt là cao hơn, thế họ nghỉ thì họ sẽ đưa ra một lý do, ví dụ là lý do em đi du học hay lý do em phải về quê, mà họ không đưa lý do rằng là em có một công ty khác offer tốt hơn, vậy thì chúng ta có thể trả cao hơn được không. Thì cái đó là những cái gọi là, đối với tôi là những cái kỷ niệm rất là chân thật, nó đã xảy ra khi mà tôi mới bỡ ngỡ về Việt Nam thì tôi được tin. Đấy, thì bây giờ thì tôi cũng không phải là không tin, nhưng mà tôi cũng biết tìm hiểu đằng sau mỗi cái câu trả lời thì nó lại một cái câu chuyện riêng mà cần mất thời gian để tìm hiểu hơn. Nhưng mà vẫn còn tin ít đúng không ạ? Tôi tin rằng con người thì ai cũng sẽ cơ bản là họ đều là người tốt. Và kể cả khi họ không nói thật thì cũng không có nghĩa là họ là người xấu. Chỉ có điều là mình cần nhiều thời gian hơn để mình tìm hiểu rằng tại sao họ không nói thật mà thôi. Chứ tôi cũng không đến mức là mất cái lòng tin. Tôi không phải là người như vậy. Trước khi tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay thì ngay bây giờ chúng tôi có phỏng vấn một vài người đã làm việc với anh Jam cũng khá lâu rồi. Cũng bây giờ thì xin mời anh sẽ cùng theo dõi một số ghi nhận của chúng tôi. Okay. Thì là một người làm việc cũng khá là gần gũi với anh Jam trong một khoảng thời gian khoảng 8 tháng thì em có nhận ra là anh Jam là một người có phong cách làm việc rất là thẳng thắn. Có nghĩa là trong bất kỳ một cuộc họp, cuộc trao đổi công việc nào, những điểm gì được, những điểm gì chưa được thì đều được chia sẻ một cách nó không có gì là giấu giếm cả. Cái điểm thứ hai ấy là trong kinh doanh thì anh James có một cái phong cách, cái triết lý kinh doanh đấy là luôn luôn tử tế. Tử tế ở đây là gì? Có nghĩa là không cố gắng để kiếm tiền từ khách hàng bằng mọi giá, mà quan trọng là mang đến cái giá trị bằng cái sản phẩm và dịch vụ của mình cung cấp cốt lõi cho khách hàng, thì điều đó là cái điều mà khách hàng có thể nhìn nhận lại được bản thân của mình, bản thân của mọi thành viên trong công ty và hình ảnh của D-Corp là luôn luôn một cách rất là tin cậy. Dạ. Thì trong quá trình làm việc thì mình làm ở đây cũng một thời gian dài thì mình có nhận xét anh em là một người kỹ tính, và giàu kinh nghiệm trong cái lĩnh vực là bot F&B. Thì đối với nhân viên thì anh em luôn có một cái, không chỉ là một người ship mà còn là một người anh, thì anh luôn chia sẻ với những cái công việc cũng như là cuộc sống. Mình đã công tác tại công ty được khoảng 6 năm. Thì khi làm việc với anh Dương thì mình cảm nhận được sự nghiêm túc trong công việc của anh ấy, cũng như là sự chỉnh chu trong con người của anh ấy. Khi anh ấy nhìn nhận một vấn đề thì anh ấy luôn nhìn vào cái chiều hướng tích cực của sự việc. Từ đó anh ấy có cái sự ứng xử hết sức là tinh tế và rất chân thành, sự nghiêm túc, chỉnh chu cũng như là sự chân thành cộng với sự thông minh có sẵn của anh Dương thì mình thấy anh ấy là một người đáng tin cậy và để cho mình gắn bó cũng như học tập. Anh Jam là một người khá là chỉnh chu và cẩn thận trong công việc. Thì qua thời gian làm việc với anh Jam, mình học hỏi được rất nhiều từ anh. Bên cạnh đó thì về khía cạnh tiếp xúc với con người thì mình cũng biết là anh rất là người rất là cởi mở và rất là chân thật. Thì mình rất là quý anh Jam, anh như một người anh và cũng là một người mentor của Vi. Có thể mọi thứ khác có thể nó hơi hoa mỹ một tí, nhưng mà một cách nôm na chân thành nhất ấy, của mình ấy, thì chắc là anh Dương rất là chịu khó lắng nghe và rất là chịu khó thay đổi. Mình có một người bạn cũng chơi với anh Dương, và họ nhận xét, chú không làm công ty này nhưng mà họ nhận xét rõ ràng là anh Dương là mấy anh em mình có một cái người sếp rất là tuyệt vời. Về phía những khách hàng để anh tiếp cận cái sản phẩm của doanh nghiệp mình thì như thế nào ạ? Tôi cũng có nhiều kỷ niệm trong cái việc tiếp cận với những khách hàng. Ví dụ như có những khách hàng khi mà chúng tôi đưa những hệ thống, những sản phẩm vào thì đương nhiên họ cũng trả lời rằng chúng tôi đã kinh doanh rất là thành công ở khía cạnh là doanh thu và lợi nhuận, cho nên chúng tôi không có nhiều nhu cầu để phải thay đổi cái hiện trạng này. Thì đứng ở một góc độ nào đó thì điều đó nó không sai. Tuy nhiên đứng ở những cái người làm kinh doanh một cách thực thụ thì chúng tôi nhìn thấy rằng là cái doanh nghiệp của họ có thể là họ thành công, họ một năm họ có thể được lợi nhuận khoảng 10 tỷ đồng đi. Nhưng họ không biết rằng là lẽ ra thì lợi nhuận của họ có thể là 15 tỷ đồng.
Nhưng mà họ bị mất đi 5 tỷ đó, nhưng mà họ không biết và họ không quan tâm. Và họ nghĩ rằng là 10 tỷ đối với họ là đủ rồi. Đấy, vì thế là họ không có cái ý định họ thay đổi hiện trạng đó. Thì tôi mới nói rằng tất nhiên ấy, đó là trong cái hoàn cảnh mà thị trường nó chưa cạnh tranh nhiều. Họ hoàn toàn cảm thấy thoải mái điều đó. Thế nhưng mà khi mà thị trường cạnh tranh nhiều, cái mức độ, cái tỷ suất lợi nhuận nó bắt buộc các doanh nghiệp phải kéo cái tỷ suất lợi nhuận xuống thấp, thì mọi người bắt đầu quan tâm rằng làm sao để họ cần phải bảo vệ được cái thất thoát đó. Thế thì chúng tôi cũng mất những thời gian để thuyết phục những khách hàng đầu tiên như vậy, tức là họ hoàn toàn không có ý định thay đổi bởi vì họ hài lòng với thực tế của họ. Đó thì đó là một trong những cái điểm mà chúng tôi thường xuyên gặp phải với những khách hàng ở tại Việt Nam. Anh Jem là một người khá là kiên trì, có một cái hợp đồng hay là một cái khách hàng nào đó thì anh vẫn theo đến cùng, có khi là khoảng thời gian khá dài. Như vậy thì cái điều gì mà khiến anh phải làm cái công việc nó như thế ạ? Chắc là và bắt đầu nó đến từ cái việc là bản thân tôi là một người học về công nghệ kỹ thuật, tôi là một người học khối A công nghệ kỹ thuật. Thì trong cái ngành kỹ thuật thì cái việc mà tôi phải kiên trì để giải quyết một số bài toán nào đó thì nó cái việc rất là thường xuyên. Việc thứ hai nữa thì bản tính tự nhiên của tôi là như vậy, khi làm việc một cái gì thì tôi cũng làm rất là kỹ. Nói về cái việc phát triển thị trường thì đúng là trong giai đoạn đầu ấy, thì với những khách hàng lớn ấy, thì chúng tôi thường mất 3 năm đến 5 năm để đi cùng, gọi là để thuyết phục họ sử dụng trong giai đoạn đầu. Lý do rằng là có lẽ là vì chúng tôi tiếp cận kinh doanh theo đúng cái tôn chỉ là một cái sự kinh doanh rất là chân phương, rất là chân thật. Khi mà tiếp cận được một khách hàng ấy, thì họ thường đưa ra những cái yêu cầu đôi khi nó cũng khá là xa vời và không cần thiết, và thường họ bị rơi vào một cái bẫy, đó là họ có một cái danh sách quá nhiều những cái thứ mà đôi khi họ không biết rằng họ cần phải tập trung làm việc gì, ưu tiên trước việc gì là quan trọng nhất. Thế thì trong số những cái đơn vị cung cấp ấy, thì có những cái công ty khác, đặc biệt những công ty ở tại trong nước, thì họ thường bán hàng với một cái tư duy là gì, bằng mọi cách có được khách hàng, bằng mọi cách có được cái hợp đồng. Thế thì họ sẽ đến, họ hứa, họ gật đầu với tất cả những cái yêu cầu đó tất tần tật chỉ nhằm mục đích có được hợp đồng thôi. Chúng tôi thì không phải như vậy. Trong một cái danh sách những yêu cầu lớn như vậy thì chúng tôi có trách nhiệm giúp khách hàng cùng với chúng tôi rất là tỉnh táo để nhìn ra cái yêu cầu nào thực sự là quan trọng, yêu cầu nào không quan trọng, cái yêu cầu nào cần ưu tiên đầu, yêu cầu nào để sau. Đó, thế thì cách tiếp cận đó của chúng tôi là một cách tiếp cận rất là chặt chẽ, rất là thực tế và hiệu quả ở rất nhiều nước trên thế giới. Nhưng mà khách hàng Việt Nam thì họ lại không quen điều đó. Họ cảm thấy rằng như thế có nghĩa là họ đang không được đáp ứng yêu cầu của họ. Và vì thế mà họ ban đầu không đồng ý ký hợp đồng với chúng tôi. Họ ký hợp đồng với những cái công ty ở trong nước và những công ty mà sẵn sàng gật đầu với tất cả những cái yêu cầu này. Thế thì chúng tôi cũng tiếp tục đi song hành với họ tiếp theo, giải thích cho họ thấy rằng là những việc đó là những việc nó rất không khả thi. Thế thì nó cần thời gian khoảng 3-4 năm khi họ đã có những cái trải nghiệm với những cái công ty ở tại Việt Nam rồi. Khi có những trải nghiệm đó rồi, họ thấy những cái điều mà chúng tôi phân tích, những điều chúng tôi chia sẻ là những điều rất là chính xác. Thì khi đó họ mới nhìn nhận rằng chúng tôi là một đơn vị bán hàng, có thể nói là một đơn vị bán hàng tử tế và chân thật. Thì khi họ nhìn nhận như vậy rồi thì họ mới quay trở lại với chúng tôi để ngồi làm lại từ đầu tất cả những mong muốn của họ và hệ thống hóa lại những yêu cầu đó, và sau đó tiến hành triển khai cái hợp đồng theo một cái trình tự nó rất là chắc chắn và có cái gọi là cái xác suất thành công gần như là 100%. Đấy, thì với cách tiếp cận như vậy thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Đấy, nhưng mà cũng đó cũng chính là cái bản chất của chúng tôi. Như tôi nói là ngoài cái sản phẩm đã rất là tốt rồi thì chúng tôi cần có trách nhiệm là ngồi với khách hàng và phân tích tất cả mọi thứ. Bởi vì như Hoàng Phi cũng biết ấy, thế giới còn tiếp tục phát triển và không có một cái gì là hoàn hảo cả. Khi mọi người đưa ra một cái bộ yêu cầu nó có quá nhiều ở mức độ hoàn hảo thì tôi không tin rằng là mọi người có thể đáp ứng được tất cả mọi thứ đó. Đấy, nhưng mà trong những bộ yêu cầu đấy mà nếu chúng ta là một người bán hàng gọi là liêm chính thì chúng ta sẽ có trách nhiệm chia sẻ điều đó với khách. Đấy, thì chúng tôi là người làm như vậy. Với những khách hàng lớn, những khách hàng lớn thì anh và đội ngũ nhân sự của mình đã làm như thế nào để có thể thuyết phục được họ? Thực ra thì như ban nãy tôi chia sẻ, cái ngày đầu ấy, thì đúng là nó sẽ mất khá nhiều thời gian. Nó cần đi một con đường dài đến 3-4 năm để thuyết phục một khách hàng. Bởi vì khi đó họ thực tế họ cũng chưa biết về chúng tôi nhiều và họ chưa có những cái trải nghiệm. Nhưng mà đến thời điểm này thì gần như là chúng tôi không còn phải thuyết phục khách hàng nhiều nữa. Bởi vì việc đầu tiên đó là khách hàng đã biết đến chúng tôi là ai.
và sản phẩm của chúng tôi cũng đã được khẳng định là ở tại thị trường nội địa là rất là tốt. Chúng tôi có một đội ngũ cũng rất lớn mạnh và nhiệt tình, và điều này thì tất cả mọi người đã đều biết rồi. Thế thì cái việc mà chúng tôi phải thuyết phục đến ngày hôm nay thì thực ra là không có khó khăn nữa, mà chúng tôi tập trung nhiều vào chuyên môn trong cái việc là phân tích những cái yêu cầu bài toán, phân tích những mô hình kinh doanh để chúng tôi có thể nói là xây dựng và thiết lập cái hệ thống của chúng tôi nó phù hợp với cái nhu cầu kinh doanh của khách hàng. Trên ngày hôm nay thì cái công việc kinh doanh của chúng tôi có thể nói rằng là nó thiên về công nghệ và tư vấn nhiều hơn là cái công mà chúng tôi phải đi gọi là thuyết phục và khách hàng. Vâng. Và như một điểm mà lúc nãy anh Trang có chia sẻ, đó chính là anh là dân khối A. Anh rất là kỹ lưỡng và những cái gọi là kiên trì về kỹ lưỡng trong tất cả những công việc của mình. Vậy thì ở khi mà phát triển thị trường Việt Nam với sản phẩm của doanh nghiệp mình, thì anh ở thời buổi ban đầu thì chúng tôi có nói đó chính là anh dường như phải làm tất cả mọi việc. Như vậy thì điều này có nó có quá sức với anh là một người dân kỹ thuật hay không? Tất nhiên ấy, thì đúng là thời gian đầu phải làm rất là nhiều, nhưng mà như tôi cũng đã chia sẻ ban nãy là phía sau tôi thì lại có một đội ngũ tư vấn của tổng công ty rất là mạnh. Và trước khi về Việt Nam thì tôi cũng đã được gọi là trải nghiệm và được chuẩn bị cho cái việc này rồi. Mặc dù nó có khó khăn một chút xíu do mình là cái người ở dân kỹ thuật đi ra. Nhưng mà với tôi thì những cái khó khăn ở trong một cái chuyên môn kỹ thuật ấy, mình đã trải qua rồi, thì những khó khăn sau này với tôi thì cũng là những cái nó không thực sự là không quá phức tạp. Không quá phức tạp với tôi. Như vậy thì ở cái khoảng thời gian ban đầu đó, chúng tôi vẫn nghe là có phải là anh chỉ vì cái trách nhiệm với công ty tổng của mình mà cố gắng bám trụ ở thị trường Việt Nam hay không? Hay là một lý do nào khác? Việc đầu tiên thì khi mà tôi về đây á, thì nó theo một cái nhiệm vụ được giao, nhưng mà nó cũng là một cái đam mê của tôi, đó là cái việc phát triển thị trường, kinh doanh. Thế thì ngoài cái chuyện mà trách nhiệm khi mình đã nhận, thì như tôi nói, tôi đều có cái góc nhìn về thị trường, và cái góc nhìn đó đều được cá nhân tôi quan sát, và tôi có cái niềm tin rất lớn vào cái thị trường và tất cả mọi người, cùng với cái triết lý trong công việc và trong cuộc sống của tôi thôi. Nó là một cái triết lý rất là đơn giản, đó là khi chúng ta làm việc thực sự nghiêm túc, chúng ta mang tới một cái sản phẩm với một cái giá trị tốt cho thị trường, thì chắc chắn là bạn sẽ có được thị trường, và khi bạn có thị trường rồi thì đương nhiên công việc kinh doanh của bạn nó sẽ phát triển. Thì cái triết lý của tôi trong cái cuộc sống về công việc cũng như vậy, nó cũng khá đơn giản như thế thôi. Mình thì mình biết anh James qua cái việc là anh James là khách hàng của bên thương hiệu của mình, và sau đó thì anh em nói chuyện với nhau cũng hợp, cho nên là có đi ăn uống chung và sau đó có nhờ giúp đỡ và hợp tác một số thứ. Thì đối với mình á, anh James là một người chơi rất là đẹp, là một người anh mà mình rất là nể và quý. Thì mình học được rất nhiều từ anh James, đặc biệt là việc là tạo dựng mối quan hệ và cũng như là gìn giữ mối quan hệ đó. Thì anh James làm rất tốt việc đó. Ngoài ra thì anh James là người chuyên về kỹ thuật, nhưng mà kỹ năng mềm của anh rất là tốt. Tôi với James thì biết nhau được hơn 4 năm, thì cũng thông qua một vài người bạn chơi chung. Thì ấn tượng đầu tiên là anh James là người rất là chỉnh chu trong tất cả các tình huống, giao tiếp rất là chân tình. Thông qua những anh James thì giờ chúng tôi gặp gỡ rất nhiều bạn bè, những cái networking bên ngoài cũng do nhà anh James kết hợp qua lại. Bản thân tôi học được rất là nhiều thứ liên quan tới anh James, từ cách trao chuốt, ăn mặc tử tế, sống tử tế, cho tới các mối quan hệ công việc bên ngoài. Và bài học tôi học lớn nhất được từ anh James là trong bất kỳ tình huống nào cũng phải đẹp trai. Từ đầu chương trình đến giờ thật sự mà chia sẻ với anh James, đó chính là khi mà quan sát và ngồi nói chuyện với anh thì tôi thấy anh không phải là quá cứng nhắc, quá như là một người của dân kỹ thuật mà người ta hay có một cái quan điểm riêng. Anh thì về phong cách thời trang, về gu ăn mặc và một số điều mà chúng tôi biết nữa, chính là anh khá là phóng khoáng trong tất cả những cái mối quan hệ giao tiếp của mình. Như vậy thì lý do vì sao và anh có thể chia sẻ những cái bí quyết nào đã làm nên việc này ạ? Thì thực ra thì cái phong cách sống như nào thì nó mang tính lựa chọn cá nhân thôi. Cái việc đi theo khối A thì đó là một cái tự nhiên, bởi vì là thứ nhất là tôi là người giỏi có một khối A, thứ hai là ở cái thế hệ của tôi thì những người học khối A thì 90% là sẽ lựa chọn những trường kỹ thuật để đi học. Thế thì những cái lựa chọn đấy mang tính khá là tự nhiên.
về lối sống hay là phóng khoáng thì đúng là cá tính của tôi thì tôi là người thích thích cá đẹp, thích một cuộc sống phóng khoáng, thích một cuộc sống phong lưu. Và tôi đi theo cái triết lý rằng lao động thực sự nghiêm túc kiếm tiền, và tiền để mà chúng ta trang trải cuộc sống, chúng ta có thể nói là chúng ta thưởng thức cuộc sống đúng nghĩa. Đấy, vì thế mà gần như là tất cả những cái gọi là hay ho, những cái lối sống tốt thì tôi đều trải nghiệm và tôi đều thích thú với nó cả. Và đó cũng là một cái động lực để giúp cái công việc hàng ngày cũng như tất cả tư duy trong kinh doanh nó tốt hơn. Bởi vì khi chúng ta thưởng thức nhiều thứ hay ho hơn thì chúng ta sẽ cảm thấy công việc hay là cuộc sống với tất cả mọi thứ nó đều có một cái mục đích rất là tốt đẹp. Nó không riêng gì theo cái cách là chúng ta chỉ là kiếm tiền, sau đó chúng ta nói tiền để làm gì thì mọi người không trả lời tiếp. Chỉ là kiếm nhiều tiền thôi. Thì tôi nghĩ rằng là tôi có một cái không gian nó rộng hơn trong cuộc sống, và trong cái gọi là sống và hưởng thụ cuộc sống thì nó đều rộng hơn rất là nhiều so với nhiều người làm về kỹ thuật. Có rất nhiều thử thách đặt ra giống như anh đã chia sẻ. Vậy thì về bản thân của anh, cái điều gì khiến anh phải bám trụ đã ở thị trường Việt Nam ngoài cái nhiệm vụ là của công ty tổng? Việc đầu tiên thì tôi cũng phải nhấn mạnh rằng là đúng, thì có thể là các bạn cũng sẽ rất là quan tâm rằng là tại sao tôi là một người luôn tích cực như vậy trong cái giải quyết vấn đề. Thì thực ra mà chia sẻ như này, bản chất tôi đã là một cái người mà trước đây á, thì cũng là người thiên về sống tiêu cực nhiều hơn. Tuy nhiên sau khi mà cách đây đã lâu rồi, khi mà trải qua một vài cái biến cố trong cuộc sống, tôi thấy rằng là cái chuyện tiêu cực đúng là nó không giải quyết vấn đề gì của chúng ta cả. Mà để chúng ta sống tốt thì bắt buộc phải tích cực. Và sau những biến cố như vậy thì tôi đã thay đổi rất là nhiều. Cộng với những cái khi mà tôi học ở nước ngoài thì tôi cũng phải đi làm thêm, trang trải cuộc sống, giúp đỡ mọi người. Thì tất cả cái công việc làm thêm với cái môi trường khắc nghiệt ở nước ngoài về thời tiết, khí hậu, về an ninh thì tôi đều đã phải tự mình vượt qua. Thì những cái khó khăn như vậy cộng với những cái tư duy mà tôi cũng đã nuôi dưỡng từ thời gian đó, thì tôi thấy rằng là cách duy nhất để cuộc sống này tốt đẹp hơn và cho người xung quanh của mình và giúp đỡ được người xung quanh thì bắt buộc mình phải là một người tích cực. Bởi vì nếu như khi bạn không tích cực thì bạn sẽ không giúp đỡ được ai, và bạn sẽ ảnh hưởng rất là tiêu cực tới người xung quanh nữa, và trong đó có những người thân yêu của mình. Vậy thì giữa hai cái lựa chọn đó thì tôi đã quyết tâm lựa chọn là mình phải như vậy. Và điều đó nó đã đi với tôi khoảng 20 năm nay rồi. Cho nên trước mọi cái khó khăn, trước mọi vấn đề thì tôi nghĩ rằng là cái thái độ tích cực với nó là điều cần thiết, và thái độ đó nó giúp chúng ta rất là tỉnh táo để giải quyết vấn đề. Đó chính là một cái mà tôi nghĩ rằng cũng may mắn có những cái biến cố xảy ra mà nó giúp tôi trở thành như ngày hôm nay. Đến thời điểm này thì chúng tôi muốn nghe những cái dự định trong tương lai của anh Trem cũng như là doanh nghiệp của mình tại Việt Nam ạ. Chúng tôi thì có những kế hoạch rất lớn với thị trường ở tại Việt Nam hiện tại và khu vực Đông Nam Á. Thì chúng tôi đang đầu tư rất là nhiều triệu đô la cho những cái dự án mới để phát triển những tính năng mới, những mô đun mới, những sản phẩm mới cho cái ngành của chúng tôi là ngành kinh doanh về nhà hàng và khách sạn, những cái giải pháp số hóa và theo tiêu chí là Go Digital. Chúng tôi đang dẫn đầu cái xu hướng này bằng cái việc liên tục đưa ra những cái sản phẩm rất mạnh trong thời gian tới. Thì thời gian tới Hoàng Phi có đi các nhà hàng ở Sài Gòn ăn thì sẽ nhìn, sẽ được trải nghiệm rất nhiều. Hoàng Phi sẽ không còn cái tình trạng là phải ngồi chờ mọi người mang menu ra, ngồi chờ không biết bao giờ mình sẽ có đồ ăn, hay là ăn xong chúng ta thấy một món ăn hay là một cái chất lượng dịch vụ không như mong muốn mà chúng ta cũng không biết phải làm như thế nào. Thì chúng tôi tiến tới với một cái tiêu chí rất là rõ ràng, đó là giúp các cái nhà hàng ở tại Việt Nam thay đổi toàn diện cái cách thức mà vận hành và tương tác với khách hàng, và giúp các cái thực khách họ có được một cái trải nghiệm tốt nhất khi họ đi ăn. Bởi vì ngày hôm nay khi họ đi ăn ấy, nó không còn câu chuyện là đi ăn cho no nữa, mà đi ăn ngày hôm nay đó là trải nghiệm cuộc sống. Thế thì trải nghiệm thì họ cần có sự hỗ trợ bởi những cái công cụ, những cái thành tựu về công nghệ thông tin giúp họ có được một cái trải nghiệm tốt nhất khi họ đi ăn uống ở tại các cái nhà hàng. Dạ vâng, có thể nói rằng qua những chia sẻ của anh Trem vừa rồi đã phần nào truyền cái động lực cũng như cái niềm cảm hứng với tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa thì thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi cảm ơn anh Trem rất là nhiều đã nhận lời mời tham dự chương trình trên diễn đàn CEO của VTV. Cảm ơn Hoàng Phi. Cảm ơn. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình diễn đàn CEO tuần này cũng đã hết. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị có thể xem lại hoặc xem trực tuyến chương trình trên website vitv.vn, và đừng quên cập nhật những thông tin qua fanpage của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.